Mến chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách phân biệt chim sáo nâu, trống và mái đơn giản nhất, chính xác nhất. Đây các bạn, mình có một cặp đây, một trống một mái. Cái dòng này vào cám rất là dễ nhé các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách vào cám. Nếu bạn nào mới chơi chưa có biết vào cám cho dòng này thì nó chỉ khoảng chừng 2 ngày là biết ăn cám nha các bạn. Ở đây mình cho cái dòng này nó ăn cám trứng cho các bạn, cám trứng. Và rất là đơn giản. Bạn nào biết rồi thì có thể tua qua, còn chưa biết thì xem nha các bạn. Ở đây là một trái chuối. Mình có thể là làm cho nó rổ rổ lên để nó dính hạt cám nha các bạn. Đây. Đó. Rất là đơn giản, miếm miếm vào. Đó, như vậy, ghim vào cái lồng. Các bạn. Rất là đơn giản ha các bạn. Đó, chỉ cần như vậy thôi. Và bỏ cám vào đây. Nó chỉ ăn hết trái chuối đó là nó biết ăn cám. Tại cái dòng sáo này nó ăn tạp. Cái gì nó cũng ăn hết các bạn. Mà vào cám nó cũng rất là dễ, nhanh, dễ. Đặc biệt cái dòng sáo này nuôi nó biết nói nha các bạn. Đó. Dòng sáo nâu và sáo đen đều là biết nói, đều là biết hót. Hót cũng tương đối là hay. Nếu bạn có AV thả vào nó sẽ hót cho các bạn nghe. Nếu các bạn nuôi riêng lẻ như lồng nhỏ nhỏ vậy là nó nhanh biết nói hơn nha các bạn. Nếu bạn muốn nuôi nói là bạn phải nuôi những cái lồng nhỏ nhỏ vậy. Nó tiếp xúc với con người mình nhiều, nó quen. Đó, và nó sẽ bắt chước mình muốn nó nói cái gì. Mình tập nó nói cái đó. Bạn cứ tập nó nói rõ ràng rồi mới chuyển sang câu khác nha các bạn. Cái dòng này nó cũng rất là dễ. Đó. Rồi không để các bạn chờ lâu, mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách phân biệt trống và mái đơn giản nhất. Cái dòng sáo này con nào trưởng thành già nó cũng đều có đầu đen các bạn. Hồi xưa mình không biết, hỏi mấy lão tiền bối á, cái con nào trống là đầu đen, nhưng mà không phải các bạn. Con nào già đầu nó cũng đen. Đây các bạn nhìn một cặp trống mái đây, đầu đều đen hết. Con nào cũng đầu đen. Nhưng để làm sao phân biệt trống và mái, nếu các bạn có một con thì nó hơi khó nha các bạn, nhưng mà hai con thì rất là dễ. Mình sẽ cho các bạn xem thực tế đây. Điểm đầu tiên à, chị chị mái rất là xương mỏ. Đây, điểm đầu tiên các bạn nhìn vào đó là con mắt. Đằng sau cái con mắt các bạn là nó sẽ có một phần thịt. Phần thịt đằng sau con mắt đây, các bạn nhìn đây nè. Và đây các bạn nhìn thấy khác chỗ nào? Hai con bạn nhìn thấy khác không? Đằng sau con mắt. Các bạn nhìn phần thịt. Con mái nó sẽ ngắn hơn, nhỏ hơn, hẹp hơn con trống. Cái phần thịt đằng sau con mắt các bạn. Đó là phần sau. Còn cái phần quan trọng nhất các bạn nhìn để ý kỹ sẽ thấy nó sẽ lệch nhau một trời một vực là đằng dưới con mắt. Đằng dưới con mắt của con sáo các bạn. Đây chính là chỗ này. Chỉ mái chỉ có một gạch nhỏ thôi. Nhưng anh trống rất là nhiều, rất là to. Các bạn. Các bạn có thể so sánh. Chỉ mái chỉ có một gạch chút xíu à, còn anh trống rất là to. Đó là cái phần thịt, phần vàng vàng các bạn. Đó là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, bạn nhìn cái mỏ đằng dưới của chỉ mái này. Vàng giống đằng trên luôn. Đằng trên và đằng dưới giống nhau. Các bạn. Và anh trống
Các bạn nhìn để ý kỹ, kỹ nè. Mỏ đằng dưới nó sẽ đen. Đây các bạn. Đó. Điểm thứ hai để nhận dạng rất là dễ nha các bạn. Ở cái phần mỏ đằng dưới này đen này. Ở cái góc mỏ đằng dưới là nó sẽ đen. Và chỉ mái không đen. Các bạn. Đó. Rất là đơn giản. Còn toàn bộ những cái khác đều giống nhau. Chỉ có cái giò nó hơi lệch nhau một chút xíu thôi. Còn nó đầu đen nè. Mỏ gần tương xứng nè. Thậm chí mỏ chỉ mái nó vàng hơn mỏ anh trống nữa. À, các bạn. Vàng hơn nhưng mà cái khúc dưới này nó không đen. Nó vàng luôn. À, các bạn. À, còn anh trống thì đen. Rất là đơn giản các bạn. Mình chưa biết thì nó khó. Biết rồi dễ ực. Các bạn. Thấy hay cho một like. À, thấy hữu ích thì chia sẻ cho bạn bè của các bạn cùng xem. Đây là những cái gì mình đúc kết được kinh nghiệm của mình. À, mình nuôi con này đã sinh sản rồi. Đó, đây là một cặp trống và mái. Chính xác 100% nha các bạn. À, bạn thấy hay, hữu ích nhớ chia sẻ cho bạn bè của các bạn. Và đây mình sẽ thả vào lồng cho các bạn nhìn thấy. Cái bộ nó là trống và mái nó ngang ngửa nhau, không có to hơn mà cũng không có nhỏ hơn. Nó sàn sàn nhau các bạn. Để thả vào lồng cho các bạn xem. À, mình sẽ thả vào lồng cho các bạn xem nè. À, giống như nhau luôn. Cái bộ là giống như nhau. Không khác gì. Chỉ có cái giò con trống nó hơi lấn lướt hơn một chút. Hơn mái một chút xíu các bạn. Cái giò nó hơi bự hơn một chút xíu. Nếu mà mình so sánh bắt hai con ra. Còn nếu mà nhìn một con thì khó biết lắm. Đây mình sẽ thả vào một cặp cho các bạn xem. Đó. Thưa các bạn. Đây, để mình phủ áo lại. Cái cách thuần dòng sáo này rất là dễ nha các bạn. Tại nó, cái dòng chim này là nó thân thiện với con người. Nó thường ăn xung quanh nhà mình đó. Nhà bạn mà yên tĩnh một chút, nó đậu đầy sân. À. Các bạn, bạn nhìn cái bộ nó y chang nhau, không khác gì nhau mấy. Nếu như các bạn bắt được một con rất là khó so sánh. Thưa các bạn, bạn nào có ý kiến gì, có bình luận gì để lại dưới video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Video đến đây tạm dừng rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào ạ.